Chào mừng quý thính giả đến với kênh Tôi Đọc Bạn Nghe. Buổi đọc sách hôm nay mời quý thính giả nghe tiểu thuyết Vợ Quan của tác giả Đường Đạt Thiên. Dường như đàn ông luôn chạy theo tình dục, còn đàn bà luôn kiên trì với tình yêu. Vợ là linh hồn trong trái tim người đàn ông, còn tình nhân chỉ là thú vui nhục thể trên giường. Chương 1. Truy tìm Hồ Ly Tinh. Cuộc gọi lúc nửa đêm. Nếu biết chồng mình qua đêm với người đàn bà khác, lúc đó bạn sẽ làm gì? Đây quả là vấn đề nan giải mà Lâm phu nhân đã gặp phải. Tối hôm đó, Lâm Như vừa chợp mắt được một lát, thì cô em họ Hồ Tiểu Dương đã gọi điện đến. Cô nói, chị, em đã nhìn thấy anh rể, hình như anh ấy ở khu hoa viên di tình. Người anh rể mà Hồ Tiểu Dương vừa nhắc đến chính là Hứa Thiếu Phong, chồng của Lâm Như. Cũng chính là cục trưởng cục văn hóa truyền thông nghe nhìn thành phố Hải Tân. Lâm Như lấy làm lạ. Hứa Thiếu Phong rõ ràng đã lên tỉnh tham dự hội nghị, sao lại có thể xuất hiện ở khu hoa viên di tình được? Cô liền nói, Tiểu Dương, em đùa à? Anh rể của em lên tỉnh họp mấy ngày nay rồi, mai mới về cơ. Hồ Tiểu Dương liền nói, chị à, em đùa chị làm gì? Em vừa tận mắt thấy anh Hứa Thiếu Phong xuống xe cùng với một phụ nữ trẻ, rồi cả hai người đi vào một tòa nhà. Chưa nghe hết câu, Lâm Như bỗng thấy toàn thân run rẩy, giống như bị sét đánh ngang tai. Như cái máy tính bị ngắt điện đột ngột, toàn màn hình, một màu đen trống trải. Lâu nay, Lâm Như đã cảm thấy Hứa Thiếu Phong có quan hệ lén lút với người đàn bà khác ở bên ngoài, nhưng cô vẫn không muốn tin đấy là sự thật, càng không muốn đối mặt với hiện thực phũ phàng đó. Không ngờ lớp màn cửa mong manh được cô dày công che chắn nay bị người em họ xé tung ra, khiến cho cô có cảm giác nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Thực sự cô không biết trả lời của em họ như thế nào, càng không biết ứng phó ra sao. Một lúc lâu không thấy chị trả lời, Hồ Tiểu Dương cảm thấy bất an liền hỏi, chị có nghe em nói gì không đấy? Chị nói gì đi chứ? Lúc này Lâm Như mới hít một hơi thật dài, bình tĩnh nói, em đã nhìn rõ chưa? Có phải là Hứa Thiếu Phong thật không? Hồ Tiểu Dương trả lời, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu màu xanh. Chị nói xem, em có nhầm không? Cô lại hỏi, thế họ vào tòa nhà nào? Hồ Tiểu Dương đáp, tòa nhà 15 tầng, lô số 3. Cô cắn môi thật chặt, một lúc lâu mới nói tiếp. Tiểu Dương, em phải nhớ thật kỹ chuyện ngày hôm nay, không được để cho ai biết. Bằng bất cứ giá nào cũng không được để cho ai biết. Anh rể em, dù sao cũng là người của chốn quan trường, tuyệt đối không được để những chuyện linh tinh này ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của anh ấy. Hồ Tiểu Dương nói, chị, điều này thì chị cứ yên tâm. Em nhìn thấy cũng xem như không thấy gì. Dù thế nào cũng sẽ không để lộ ra bên ngoài đâu. Không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy đâu. Gác điện thoại, Lâm Như ngồi thử xa như hóa đá. Cô không thể tin được chuyện này là thật, cũng không thể không tin chuyện này là thật. Đã bao lần cô ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo của Hứa Thiếu Phong? Đã bao nhiêu lần một mình cô đơn độc trong căn phòng trống trải đến tận nửa đêm mới thấy chồng bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi? Rõ ràng là cô biết chồng cô có người khác, nhưng lại không muốn đối mặt với hiện thực đó, càng không muốn vì thế mà mất đi cái gia đình này. Cô tự lừa dối bản thân để an ủi rằng Hứa Thiếu Phong không thể là người như thế. Không ngờ cú điện thoại của Hồ Tiểu Dương lại khiến cô mất đi bình tĩnh, mất luôn cả sự kiềm chế vốn có. Cô không muốn tiếp tục giả vờ như không biết gì nữa. Cô phải đối diện với thực tế, không thể sống mãi trong giấc mộng hư vô này nữa. Cô vội vàng mặc quần áo, cầm lấy túi sách chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Chợt nhìn lại mới thấy hình ảnh mình trong gương với bộ dạng đầu tóc rối bù. Cô lại vội bỏ túi xuống đi vào nhà vệ sinh, vội vàng chải lại đầu tóc, ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt trong gương thật đáng thương, thật giống người thiếu phụ oan uổng bị bỏ rơi. Trong lòng đột nhiên nảy ra một cảm giác đau đớn, không nói nên lời. Đã từng có thời cô là một bông hoa của ngành y tế toàn thành phố, đã có biết bao nhiêu gã si tình xếp hàng cầu hôn cô. Vậy mà cô lại chọn anh nhân viên nhà nước là Hứa Thiếu Phong,
Lý do rất đơn giản, cái cô nhìn thấy ở anh chính là sự hài hước, lạc quan và tinh thần cầu tiến mà những người khác không có được. Vậy mà không ngờ được rằng địa vị xã hội ngày càng cao, quyền lực trong tay ngày càng lớn, thì tính cách của Hứa Thiếu Phong cũng thay đổi từ lúc nào không hay, để tới mức như ngày hôm nay. Lâm Như tức tốc xuống lầu, lao thẳng ra đường, vội vã bắt một chiếc taxi, chạy thẳng hướng khu hoa viên Di Tình. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải tìm cho ra con hồ ly tinh ấy là ai. Cô nhất định không cho phép người đàn bà này cướp đi hạnh phúc của mình, càng không cho phép Hứa Thiếu Phong vì người đàn bà đó mà hủy hoại cả tiền đồ. Cô đột nhiên tỉnh táo, nhận ra một chân lý. Nếu quá khoan dung độ lượng đối với một người đàn ông thì cũng đồng nghĩa với việc phóng túng cho hành vi của người đó. Ánh đèn hai bên đường sáng trưng trong đêm tối. Ánh đèn neon nhấp nháy tô điểm cho những tòa nhà chung cư xa gần, khiến chúng trở nên huyền ảo, tăng thêm nét hoa lệ, làm say đắm lòng người trong thành phố Hải Tân hào hoa này. Nhưng lúc này trong mắt Lâm Như, cảnh đêm tối hoa lệ này không biết đang ẩn chứa bao cảnh vui buồn, ly hợp của bao gia đình và đang tác thành cho sự vụng trộm của bao cặp tình nhân. Ánh đèn rực rỡ này phải chăng đã khơi dậy sự đa tình trong người đàn ông và khiến họ quên đường về? Taxi rẽ qua 7-8 ngõ, cuối cùng cũng đến khu hoa viên Di Tình. Tài xế hỏi cô muốn đến tòa nhà nào. Lâm Như đáp lô số 3, tòa nhà 15 tầng. Người lái xe quen đường nên nhanh chóng đưa cô đến trước tòa nhà 15 tầng. Sau đó dừng xe và nói với cô là đã đến nơi. Lâm Như trả tiền, nhẹ nhàng xuống xe, đi đến lô số 3. Nhìn quanh xem xét một lượt, cô giật mình, lối vào nhà được lắp cửa chống trộm, người ngoài không thể vào được. Cô thử người nghĩ ngợi hồi lâu, mình vào được thì cũng làm gì được chứ? Tòa nhà lớn thế này, làm sao biết được Hứa Thiếu Phong ở tầng nào, phòng nào? Mình cũng không thể gõ cửa từng phòng để hỏi được. Khu này rất yên tĩnh, có những con đường nhỏ dợp bóng cây, còn có cả thủy sinh nhân tạo. Cô bước chậm chậm lên bậc thang và ngồi xuống. Ánh trăng rọi qua vòm lá tạo thành những vết loang lổ trên mặt đất. Những con ve sầu nấp trong bụi cây không ngừng kêu ve ve. Nhưng đối diện với tòa nhà cao sừng sững trước mặt, với hàng ngàn khung cửa sổ, hoặc sáng hoặc tối kia, cô lại không biết nơi người đàn ông của mình đang ở. Càng không biết người đàn bà nào đang bên cạnh chồng mình là ai. Chỉ vừa nghĩ tới người đàn ông mà mình yêu thương đang tay trong tay với một người đàn bà khác, tim cô như bị ngàn vạn mũi dao khía vào, làm nhói đau. Rồi cứ thế nỗi đau từ tim lan ra khắp cả người. Lòng cô trào lên nỗi uất hận, những muốn xông vào phòng của bọn họ, để lại vài vết rạch căm thù trên khuôn mặt kẻ vô liêm sỉ kia, hay mang theo bình axit để hất vào mặt người đàn bà đó, làm cho cô ta vĩnh viễn không thể nhìn thấy ai được nữa. Ve sầu vẫn không ngừng kêu ra giết, cô lại không biết mình nên làm gì lúc này. Đầu óc cô quay cuồng, cô chợt nghĩ mình cứ ngồi ôm cây đợi thỏ thế này cho tới lúc Hứa Thiếu Phong xuống, xem anh ta còn mặt mũi nào nhìn mình không. Ngay sau đó cô lại nghĩ trái tim anh ta đã rời xa rồi, mình níu kéo anh ta thì có ích gì cơ chứ. Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, cô thấy toàn thân mệt mỏi. Ngọn lửa bừng bừng trong cô cũng dần nguội từ bao giờ, cũng chẳng còn cảm giác nổi giận đùng đùng như trước nữa. Sau khi bình tĩnh lại, đột nhiên cô tự hỏi, rốt cuộc mình muốn có kết quả như thế nào đây? Nếu muốn ly hôn với Hứa Thiếu Phong, thì đây là cơ hội tốt nhất để cô nắm đằng chui. Còn nếu không muốn ly hôn, giữ lại cái gia đình này, thì quyết không được xông vào căn phòng kia để đánh ghen. Cũng không thể chờ ở đây để khiến anh ta khó xử. Nếu như muốn ép Thiếu Phong vào đường chết, thì chỉ còn cách chặn đường lui của anh ta mà thôi. Nghĩ vậy, Lâm Như đột nhiên bừng tỉnh và hiểu ra vấn đề. May mà mình không biết anh ta ở phòng nào, may mà mình không vào. Nếu cứ mất bình tĩnh như lúc nãy mà xông vào, bắt gặp anh ta cùng với người đàn bà kia đang ân ái trên giường, thì kết quả chỉ là hủy hoại gia đình của mình và tác thành cho hạnh phúc của họ mà thôi. Cô nghĩ ngay đến câu chuyện đọc được trước đó ít lâu,
người vợ về nhà nhìn thấy chồng mình đang trên giường cùng người đàn bà khác. Người vợ đã không làm ầm ĩ lên như những người đàn bà khác, mà lặng lẽ vào bếp nấu hai bát canh trứng mang đến trước mặt hai người, rồi nói: "Hai người vất vả quá, ăn bát canh trứng này đi cho bổ." Người chồng cảm thấy có lỗi với người vợ của mình nên chấm dứt việc ngoại tình. Còn người phụ nữ kia thấy bản thân có lỗi khi làm tổn thương vợ của tình nhân, tự nguyện rút lui. Từ đó hai vợ chồng họ lại hòa hợp với nhau như thuở ban đầu. Lâm Như vô cùng kinh ngạc. Sau khi đọc xong câu chuyện, cô nghĩ rằng người phụ nữ đó có tấm lòng rộng lượng như vậy, thật quá vĩ đại. Cô ấy không chỉ là người tốt bụng, thông minh mà còn biết nhìn xa, trông rộng. Nếu đổi lại là người đàn bà khác, thì chắc chắn sự việc sẽ đi đến bước đường cùng mà không thể cứu vãn nổi. Xem ra một người phụ nữ thông minh thì nên mắt nhắm mắt mở, chỉ còn người phụ nữ ngốc nghếch nhất thế giới mới nhìn bằng cả hai con mắt. Giờ phút này, vấn đề cô đang phải đối mặt cũng gần giống vấn đề của người phụ nữ trong chuyện từng gặp phải. Cô đã hiểu ra cách làm không đồng nhất có thể sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Cô biết cách giải quyết khác nhau có thể sẽ dẫn tới những kết quả khác nhau. Mấu chốt của vấn đề bây giờ không phải là làm thế nào để Hứa Thiếu Phong phải mất mặt, cũng không phải làm thế nào để người đàn bà kia phải xấu hổ, mà là phải nghĩ cách để lấy lại trái tim của Hứa Thiếu Phong. Phải nghĩ cách làm cho rõ người đàn bà kia là ai, sau đó làm cho cô ta phải tự rời xa chồng mình. Nghĩ đến đây, chợt cô muốn gọi điện thoại cho Thiếu Phong xem anh ta rốt cuộc đang làm gì, hay phải chăng bản thân cô đang trách nhầm anh ấy. Điện thoại đã kết nối, nhưng phải mất vài hồi chuông, Thiếu Phong mới bắt máy. "Alo, muộn thế này mình còn gọi điện thoại, có việc gì không?" Nghe giọng nói của chồng, cô cảm thấy có gì khuất tất. Giọng nói ngắt quãng còn thể hiện sự khó chịu. Lòng cô trở nên nguội lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Em không ngủ được, gọi xem mình đã ngủ chưa." "Tôi tắm xong là ngủ luôn, mình cũng ngủ đi, mai tôi về Hải Tân rồi." Cô nói: "Em đợi mình." "Được rồi, chúc ngủ ngon." Hứa Thiếu Phong nói xong liền tắt máy. Di động trong tay Lâm Như chỉ còn lại tiếng tút tút dài. Âm thanh đó như một con dao cùn, cứ cứa mãi vào tim cô, mà nhát dao nào cũng rỉ máu. Cô đang ngồi ngẩn ra thì tiếng di động vang lên báo có cuộc gọi đến. Cứ nghĩ là Thiếu Phong gọi lại khiến lòng cô ấm lại, vội vàng lần tìm điện thoại trong túi sách. Nhìn xuống mới biết hóa ra là em họ Hồ Tiểu Dương gọi. "Chị à, có phải chị đang đi bắt kẻ gian rồi không?" Lâm Như bực bội đáp: "Em nói nhảm gì thế? Khó nghe quá đi. Chị ra ngoài mua chút đồ thôi. Em đang đợi trước cửa nhà chị nhưng không vào được. Em đợi lát chị về ngay đây. Không nộp được thuế thì giả vờ chết." Nói chuyện với Lâm Như xong, Hứa Thiếu Phong liền vứt điện thoại di động lên giường. Sợ có người gọi tới làm phiền, anh ta lại nhoài người với tay lấy cái máy và ấn vào nút tắt. Vừa nãy Thiếu Phong đang cùng với Trần Tư Tư ân ái trên giường. Việc trên giường thì không giống với công việc hàng ngày chút nào. Mặc dù mệt đến nỗi tưởng chừng như tắc thở, toàn thân đầy mồ hôi, nhưng lại có thể tìm thấy niềm khoái lạc mà những lúc làm việc khác không sao có được. Cho nên anh luôn cam tâm tình nguyện mỗi khi lên giường với Tư Tư. Thiếu Phong và Tư Tư đã qua lại 2-3 năm nay, càng ngày mối quan hệ đó lại càng trở nên tốt đẹp. Nguyên do chính là ngoài tuổi trẻ và sắc đẹp, Trần Tư Tư còn có sức quyến rũ chết người từ hình thể. Tư Tư là giáo viên dạy yoga, ngôn ngữ cơ thể cực kỳ phong phú, điêu luyện. Cô ta có thể thực hiện được những động tác có độ khó cao mà người thường không thể làm được. Điều này đã mở rộng tầm mắt cho Thiếu Phong, khiến cho Thiếu Phong thấy nàng quyến rũ vô cùng và thấy cực kỳ hưng phấn khi được ở gần nàng. Mỗi khi làm tình thì cũng giống như là một lần tập yoga, vừa hưởng thụ được niềm vui tột đỉnh lại vừa có thể rèn luyện sức khỏe. Điều này thực sự hiếm thấy vì nó biến một hoạt động vốn dĩ làm tiêu hao sức lực thành hoạt động tăng cường thể lực. Đương nhiên việc tốt như vậy làm gì có chuyện miễn phí. Bạn phải đăng ký tham gia lớp học yoga của cô ấy, rồi còn phải nộp tiền học phí. Huống chi đây lại là lớp phụ đạo riêng,
mà còn là hình thức phụ đạo tiếp xúc thân thể, chắc chắn chi phí phải trả không hề ít ỏi. Điều này lại có liên quan đến một mặt khác của vấn đề, đó là mối quan hệ giữa tình cảm và đầu tư, đặc biệt khi đó là tình cảm giữa người đàn ông có quyền thế với người đàn bà có sắc có tài thì càng cần phải bỏ vốn đầu tư. Tuy Thiếu Phong chưa từng tặng Tư Tư vàng bạc châu báu, nhưng đổi lại anh ta đã dựa vào quyền thế của mình mang lại cho cô không ít cơ hội làm giàu. Đó là lý do khiến cô được sở hữu cả một căn hộ và một chiếc xe hơi sang trọng. Nhờ vậy mà cùng với sự gia tăng mức độ đầu tư và cơ hội giao lưu cơ thể, tình cảm của hai người ngày càng trở nên sâu đậm. Có lúc Hứa Thiếu Phong cũng tự trách mình, cảm thấy làm như vậy là không phải với Lâm Như. Thế nhưng tự trách thì tự trách, cứ nhận được điện thoại của Trần Tư Tư là anh ta lại thấy bị kích động và ham muốn. Tình cảm vốn là vậy, có lúc vô cùng phức tạp. Tuy quan hệ vợ chồng của họ rất tốt đẹp, nhưng dù có tốt đẹp đến mấy thì từng ấy thời gian chung sống với nhau cũng không có gì mới mẻ nữa. Huống hồ hai người đã kết hôn được gần 20 năm rồi. Cho dù có đẹp như Dương Quý Phi thì nhan sắc cũng tàn phai, tình cảm cũng phải phai nhạt dần. Lâu lắm rồi Hứa Thiếu Phong không còn cảm thấy rung động trước vợ mình nữa. Mỗi lần hai vợ chồng ân ái cũng chỉ là chiếu lệ, máy móc, chẳng có gì là vui thú. Điều này khiến cho Hứa Thiếu Phong rất lo sợ và luôn tự hỏi, hay là mình mắc bệnh gì? Gặp Trần Tư Tư anh mới biết mình chẳng bị bệnh gì cả. Vấn đề mà anh gặp phải chính là tình cảm giữa anh và Lâm Như đã hết. Khi được Trần Tư Tư nhóm lên ngọn lửa dục vọng, anh ta như được quay lại những năm tháng tuổi trẻ, và đến lúc đó mới thực sự tin rằng đời người có mùa xuân thứ hai. Mà mùa xuân thứ hai này lại còn mãnh liệt hơn cả mùa xuân đầu tiên gấp nhiều lần. Lần này Hứa Thiếu Phong lên tỉnh họp, cuộc họp bế mạc vào đúng thứ sáu. Lại vừa hay Trần Tư Tư gọi điện nói rất nhớ anh. Không khống chế nổi sức mê hoặc của Trần Tư Tư, Hứa Thiếu Phong liền lên kế hoạch nói dối Lâm Như ngày mai mới về Hải Tân và lén lút tới nhà Trần Tư Tư. Từ lâu Hứa Thiếu Phong đã coi nhà Trần Tư Tư là ngôi nhà thứ hai của mình. Anh ta không biết nên gọi Tư Tư là nhân tình hay là vợ hai. Nhưng dù sao, đó cũng là mối quan hệ khiến anh ta cảm thấy rất hài lòng. Ngay từ đầu anh ta đã đả thông tư tưởng cho Trần Tư Tư rằng, cho dù quan hệ của hai người có sâu sắc tới đâu, anh cũng không bao giờ ly hôn với vợ. Vì anh biết trốn quan trường, tối kỵ việc ly hôn. Một ông quan chức thực sự thành công trong chốn quan trường có thể lén lút tìm tình nhân, âm thầm bao vợ bé nhưng không thể ly hôn. Cho dù quan hệ vợ chồng chẳng ra gì cũng không thể ly hôn. Ly hôn dù ai đúng ai sai thì dư luận cũng đứng về phía kẻ yếu, đều đồng thanh lên tiếng đổ trách nhiệm cho kẻ làm quan. Chẳng phải Trần Thế Mỹ cũng vì chuyện đó mà để mất chiếc ghế vào tay người khác đó sao? Chắc chắn việc ly hôn sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới tiền đồ chính trị của một người có chức có quyền. Nếu giải quyết êm thấm, còn chút hy vọng giữ được chức vụ hiện tại, còn nếu sự việc bị thổi phồng lên thì khó mà bảo toàn được chức vụ. Vậy nên Trần Tư Tư cũng không bao giờ đề cập tới chuyện ly hôn của Hứa Thiếu Phong, mà anh cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện kết hôn với Trần Tư Tư. Cả hai người đều hiểu rất rõ rằng chỉ cần hợp thức hóa quan hệ của họ, không chừng đến mối quan hệ được hợp thức hóa cũng chẳng giữ nổi. Nếu Hứa Thiếu Phong không mất chức thì họ cũng phải chia tay. Vì đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, khi ở bên nhau họ thực sự cảm thấy vui vẻ. Vừa rồi họ cũng đang rất vui vẻ, Hứa Thiếu Phong và Trần Tư Tư đang dùng cơ thể để thực hiện một động tác rất khó. Vào lúc hai người như đang hòa vào làm một thì điện thoại của Hứa Thiếu Phong đổ chuông. Anh ta không thể không dừng lại để nghe máy. Cầm điện thoại lên nhìn thấy cuộc gọi của vợ, Hứa Thiếu Phong bỗng giật mình. Muộn thế này còn gọi làm gì? Đã gọi đến rồi thì không thể không nghe. Nếu tắt máy thì sẽ bị nghi ngờ đang làm gì khuất tất. Khi tâm trạng trở lại bình tĩnh, Hứa Thiếu Phong nói với Trần Tư Tư không được lên tiếng khi anh ta nghe điện thoại. Nói xong ấn vào phím nghe. Trong điện thoại là tiếng của Lâm Như. Qua điện thoại, Hứa Thiếu Phong nghe thấy giọng điệu quen thuộc, cảm nhận được cảm giác bất an của Lâm Như đối với anh. Đúng lúc đó,
Trần Tư Tư xoay người về phía anh, ghé tai vào điện thoại. Hứa Thiếu Phong rất muốn đẩy cô ta ra, nhưng lại sợ gây tiếng động, khiến Lâm Như nghi ngờ nên đành thôi. Khi Hứa Thiếu Phong vội vàng kết thúc cuộc điện thoại, gác máy, Trần Tư Tư chui vào lòng anh như một con mèo con, khe khẽ hỏi, ai thế anh? Nửa đêm rồi sao mà vẫn còn quan tâm đến anh thế? Hứa Thiếu Phong rất ghét việc Trần Tư Tư hỏi này hỏi nọ. Cái đáng hỏi thì hãy hỏi, cái không đáng hỏi thì đừng có hỏi. Nhất là khi Hứa Thiếu Phong nghe điện thoại, Trần Tư Tư cứ thích ghé tai vào để nghe cùng. Điều này khiến anh ta rất khó chịu. Anh ta định cằn nhằn vài câu, nhưng nhìn thấy Trần Tư Tư cong mông lại đáng yêu như một con cún con. Miệng phả ra làn hơi ấm nóng, phủ cả hương thơm lên mặt mình, thì mọi tức giận như tan biến đâu hết. Lại nhớ lại động tác rất khó vừa rồi, cô đã tập trung thế nào, biểu diễn nghệ thuật ra sao, thì không chỉ mọi tức giận tan biến, mà còn khiến anh cảm thấy yêu thương cô hơn bao giờ hết, liền ôm cô vào lòng và vỗ về. Còn ai được nữa, bà vợ già ở nhà chứ ai? Trần Tư Tư nói, muộn thế này là chị ấy gọi để lo lắng cho anh, hay là đang nghi ngờ anh thế? Hứa Thiếu Phong đáp, vợ chồng già rồi, còn gì nữa mà nghi ngờ. Miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ, con người này nhạy cảm thật, chẳng gì qua mắt được cô ta. Vừa rồi nghe giọng của Lâm Như, Hứa Thiếu Phong cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Như đã nghe được gì hay là cảm thấy điều gì sao? Hứa Thiếu Phong thực sự không muốn làm tổn thương vợ, càng không muốn vì chuyện này mà gia đình tan vỡ. Trần Tư Tư giả lạ cười, miệng anh nói một đằng nhưng bụng lại nghĩ một nẻo. Em thấy anh vừa nhận được điện thoại của chị ấy đã hồn bay phách lạc rồi. Hứa Thiếu Phong lúng túng nói, việc chẳng có gì, sao anh phải lo lắng chứ? Trần Tư Tư đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, kéo thân dưới của Hứa Thiếu Phong sát lại. Vừa cười vừa nói, còn nói là không có sao, nhìn đã biết anh đang nghĩ ngợi rồi. Hứa Thiếu Phong kéo chăn mỏng phủ lên thân dưới, cười mà nói, quỷ sứ ạ, đây là đâu với đâu. Trần Tư Tư nói, đây gọi là thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư. Có nghĩa là cửa thành mất lửa, tai họa đổ vào ao cá. Hứa Thiếu Phong cười gượng gạo và nói, em đúng là chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Trần Tư Tư đưa mắt nguýt một cái rồi nói, anh đừng có mà làu bàu. Em hỏi anh, có phải chị ấy nghi ngờ chúng ta rồi không? Hứa Thiếu Phong nói, không phải vậy đâu. Nhưng có thể cô ấy đoán ra anh ngoại tình. Trần Tư Tư lại nói, anh để chị ấy nắm được đằng chui rồi đúng không? Hứa Thiếu Phong nói, nắm được đằng chui gì chứ? Lâu lắm rồi anh không nộp thuế cho cô ấy không nghi ngờ mới là lạ. Trần Tư Tư nói, hóa ra là vậy, chị ấy không đòi hỏi sao? Hứa Thiếu Phong đáp, cô ấy chưa kịp đòi hỏi anh đã giả vờ say khướt rồi, có cơ hội đâu mà đòi hỏi. Gần đây tin nhắn điện thoại chẳng đang lan truyền, 5 điều cấm kỵ hay sao? Cấm ngủ với người đẹp để hưng phấn tới chết, cấm ngủ với thanh nữ để hồn siêu phách lạc, cấm ngủ với vũ nữ để xót ruột tới chết, cấm ngủ với tiểu thư để lao lực tới chết, và cấm ngủ với bà xã cả đêm, giả chết. Anh đã cấm được 3 điều, chỉ giữ lại 2 điều. Trần Tư Tư bật cười vừa dí dí ngón tay vào chóp mũi của Hứa Thiếu Phong. Thiếu Phong, anh thật là vui tính, thật đáng yêu quá. Hứa Thiếu Phong cũng vui lây, còn nói là vui tính sao, em tưởng giả chết dễ lắm à? Trần Tư Tư cười lớn, vừa cười vừa nói, thật không ngờ anh còn có bản lĩnh đó nữa. Hứa Thiếu Phong cũng cười, đâu có, em cũng biết mà, thuế má anh nộp cho em hết cả, còn gì nữa đâu mà nộp, không nộp nổi thì phải giả chết chứ sao? Trần Tư Tư đột nhiên ôm lấy Hứa Thiếu Phong, trong lòng tràn đầy yêu thương. Anh cứ nhất thiết phải khổ sở như vậy sao? Nếu anh không còn yêu chị ấy nữa thì ly hôn đi, như thế cũng là giải thoát cho chị ấy. Đời người ngắn ngủi, có mấy chục năm thôi, sao mà phải tàn nhẫn với bản thân mình như thế? Anh từng nói, không muốn để em tham dự vào chuyện gia đình anh. Em làm được rồi, chưa bao giờ em nói với anh chuyện ly hôn. Nhưng nếu thực sự anh không thể sống chung với chị ấy nữa, anh không phải gò ép bản thân làm gì. Anh ly hôn rồi, chúng mình sẽ đến sống với nhau. Em nghĩ chắc chắn chúng mình sẽ rất hạnh phúc.
Hứa Thiếu Phong nói, từ từ, anh không phải là không muốn lấy em, muốn lắm chứ. Nói thật lòng, sao anh lại không vui khi có một mỹ nhân như em luôn ở bên cạnh chứ? Nhưng vấn đề không hề đơn giản như thế. Làm người trong chốn quan trường tối kỵ điều gì? Đó là ly hôn vợ. Em xem đấy, trong dưới quan trường có mấy người ly hôn. Ly hôn rồi, được mấy người cảm thấy hài lòng. May ra thì quay lại phải xuất phát từ lúc đầu. Không may thì mất tất cả những gì đang có. Nếu anh ly hôn thật, quyền lực trong tay anh mất đi, chẳng còn gì cả. Liệu chúng ta còn hạnh phúc được không? Trần Tư Tư nói, em chẳng cần. Chỉ cần được ở bên anh, thế là em thấy hạnh phúc rồi. Trong đầu Hứa Thiếu Phong lại nghĩ, cho dù điều cô ấy nói là thật hay giả, thì nghe cũng thật dễ chịu. Anh liền ôm chặt lấy Trần Tư Tư và nói, đồ ngốc, đừng ăn nói ngốc nghếch nữa. Chúng ta cứ như bây giờ là tốt lắm rồi. Quen nhau lâu rồi mà tình cảm lúc nào cũng như mới, lại còn luôn được ở bên nhau nữa. Trần Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu lên nói, em thật không hiểu nổi giới quan chức các anh. Tại sao có thể tự do, có nhân tình, có thể tới phòng massage hay karaoke, làm này làm nọ mà lại không thể ly hôn được. Quyền lợi chính đáng bị tước đoạt, chứ những thứ chẳng chính đáng thì lại quá tự do thoải mái. Hứa Thiếu Phong nói, ai nói bọn anh được tự do, có nhân tình, làm nọ làm kia. Chẳng qua đều là giấu giếm vụng trộm, mà đã là giấu giếm vụng trộm, dân không tố cáo thì không bị truy cứu, chẳng may phòng tổ chức kỷ luật mà biết thì nguy to. Sẽ bị xử lý đến nơi đến chốn, em đúng là. Cái đầu thì nhỏ bé mà toàn chứa những điều kỳ quái thôi. Trần Tư Tư vừa cười vừa nói, đúng là có kinh nghiệm thật đấy. Các anh làm quan cũng chẳng dễ dàng gì. Người thì mệt mỏi chết được, lòng dạ thì hẹp hòi chết được, đầu óc thì đần độn chết được, gan mật thì bé chết được, tiểu lượng thì thấp chết được, khả năng tình dục lúc yếu thì xấu hổ chết được, khi mạnh thì dễ chịu chết được. Trần Tư Tư còn chưa nói xong, Hứa Thiếu Phong đã không nhịn được liền phá lên cười. Trần Tư Tư cười nói, xem em làm anh vui chưa kìa. Có phải em nói trúng tim đen anh rồi không? Hứa Thiếu Phong nói, được rồi, hóa ra là định công kích anh sao? Nói xong liền kéo chân Tư Tư lại vào cổ. Trần Tư Tư vốn có máu buồn ở gan bàn chân, lại vừa bị đụng chạm, toàn thân tự nhiên uốn éo, cười vang khắp phòng, vừa xin tha vừa dùng chân còn lại đạp Hứa Thiếu Phong. Một cách rất tự nhiên, Trần Tư Tư để lộ bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể người đàn bà trước mặt Hứa Thiếu Phong, khiến anh ta chợt thấy lòng rộn lên, bỏ cả trò cù bàn chân đi, mà đi luôn vào việc chính. Vậy là đôi nhân tình lại tiếp tục hưởng lạc. Cũng có lúc Hứa Thiếu Phong nghĩ, ở bên Trần Tư Tư anh không chỉ tìm được niềm vui thể xác, mà tinh thần lúc nào cũng thấy thoải mái. Điều này Lâm Như vợ anh không thể làm được. Nếu về nhà cũng được thoải mái, vui vẻ như thế, có lẽ anh cũng không đi xa tới mức này. Chụp lấy đánh gục anh ta. Lâm Như vội vàng về nhà, nhìn thấy Hồ Tiểu Dương vẫn đứng đợi. Cô cảm thấy lòng mình như được an ủi, liền gọi to, Tiểu Dương. Hồ Tiểu Dương vừa nhìn thấy bộ mặt thất thần của Lâm Như, cô hiểu ngay bà chị vừa đi đánh ghen nhưng không bắt được quả tang. Cô nhẹ nhàng gọi, chị. Lâm Như nói, muộn thế này em đến làm gì? Hồ Tiểu Dương đáp, thì em nhớ chị nên đến thăm thôi. Thế nào, em không được chào đón sao? Lâm Như dẫn cô vào trong nhà rồi mới nói, mời bà cô của tôi ngồi, sao chị có thể không chào đón em cơ chứ? Hồ Tiểu Dương là em họ của Lâm Như, hai chị em hơn kém nhau tới 10 tuổi, tính cách lại rất khác biệt nhưng rất thân nhau. Hồ Tiểu Dương là người ruột đẻ ngoài xa, có gì nói đấy, kiểu người chưa nghĩ xong đã nói, tới khi xong việc mới thấy ân hận. Vừa rồi cô tới khu vườn hoa di tình để thăm một người bạn. Lúc quay về bất chợt nhìn thấy Hứa Thiếu Phong xuống xe cùng một người phụ nữ trẻ, rồi họ cùng nhau đi vào thang máy nữa. Cô lấy làm lạ, chẳng lẽ Hứa Thiếu Phong lại có nhân tình bên ngoài sao? Không nghĩ ngợi lâu, cô gọi điện ngay cho Lâm Như, vốn chỉ định nhắc nhở chị đừng để người khác tung hoành, trong khi đó mình lại chẳng biết gì. Không ngờ gọi điện thoại, nghe chị dặn dò giữ kín chuyện lại thấy hối hận, chẳng kịp nghĩ ngợi, lái xe về đến gần nhà thì cô liền vội vàng quay đầu xe, lao tới nhà Lâm Như vì sợ bà chị làm bừa.
Hồ Tiểu Dương ngồi xuống rồi mới hỏi, chị định thế nào? Lâm Như lấp lửng, cái gì mà định thế nào? Hồ Tiểu Dương nói, chị đừng đánh trống làng nữa. Nhìn mặt chị là biết ngay rồi, chị còn giả bộ trước mặt em làm gì chứ? Lời nói của Hồ Tiểu Dương đánh trúng nỗi đau của Lâm Như. Cô thở dài than vãn, gặp chuyện thế này chị phải làm sao đây? Hồ Tiểu Dương châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói, em cho chị vài phương án để chị tham khảo nhé. Lâm Như nói, em hút thuốc ít đi có được không? Đàn bà con gái gì mà, khắp người toàn mùi thuốc lá, chẳng dễ coi chút nào. Chị à, đây là mốt đấy. Chị không biết sao? Hồ Tiểu Dương hổ hởi. Lâm Như nói, được rồi, bà cô của tôi. Em đừng có nói với chị về mốt của em nữa. Em thích thì cứ hút đi. Chỉ cần A Sán không phản đối là được. Nói xem, phương án khả thi của em là gì? Hồ Tiểu Dương từ từ lý giải. Chồng có bồ giờ đã trở thành chuyện hết sức bình thường của xã hội rồi. Phải xem chị có muốn kết cục như thế nào thôi. Nếu chị muốn chia tay với anh ấy, ngay ngày mai chị đi tìm một thám tử tư, đưa 2.000 tệ nhờ anh ta thu thập bằng chứng về việc ngoại tình của Hứa Tiếu Phong. Sau đó đệ đơn xin ly hôn, tòa án chắc chắn sẽ phán quyết lỗi thuộc về Hứa Tiếu Phong, tất cả gia sản thuộc về chị. Lâm Như nói, trò quỷ gì thế? Gia đình chẳng còn, chị cần cái gia sản này làm gì chứ? Vậy thì em hiểu ý chị rồi, chị vẫn không nỡ rời bỏ Hứa Tiếu Phong đúng không? Thế này nhá, sáng mai vừa thức dậy chị phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, gấp quần áo của anh ấy thật gọn gàng, để lại một tờ giấy nhắn nói rằng chị qua nhà em ở vài ngày để anh ấy có thời gian suy nghĩ, cho đến khi nào lương tâm anh ta thức tỉnh. Đến tận nơi xin chịu tội với chị, thề thốt từ nay sẽ sống tử tế thì chị mới về nhà với anh ta. Lâm Như cười đau khổ, làm vậy chẳng phải mình quá tầm thường sao? Giống như vợ bé ở trên quê ấy. Không được, không được. Xem còn cách nào hay ho hơn không? Hồ Tiểu Dương nói, nếu chị vừa không muốn chia tay với Hứa Thiếu Phong, lại không muốn bị mất mặt, thì cứ việc trang điểm cho thật đẹp, gọi điện thoại cho anh chàng mối tình đầu và bảo, alo, còn nhớ em không? Em đang rất cô đơn, tối nay em rảnh, vân vân. Lâm Như chưa nghe xong đã ngắt lời, em nói linh tinh cái gì thế? Chị là loại người như vậy sao? Hồ Tiểu Dương lại nói, không phải loại người như vậy thì học làm loại người như vậy. Chồng chị bồ bịch ở bên ngoài được, chẳng lẽ chị không làm vậy được sao? Như thế, nước sông không phạm nước giếng, chẳng tốt quá còn gì. Em chỉ nghĩ được có thế thôi sao? Thế mà cũng đòi mở trung tâm tư vấn tâm lý. Làm vậy chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Hồ Tiểu Dương cười mà nói, chị đừng lo. Nếu chị cảm thấy không làm được như thế thì có bài thuốc này hay hơn. Này nhá. Có một phụ nữ ở Thượng Hải biết chồng mình cặp bồ. Ngay ngày hôm sau, cô ta liền tới tiệm làm đầu. Buổi chiều mát xa mặt, tiện thể ghé qua cửa hàng mua mấy bộ đồ lót gợi cảm. Tối về nhà chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt, tổng cộng mất khoảng 400 tệ. Buổi tối ông chồng về nhà nhìn thấy bà vợ vô cùng hấp dẫn. Kinh ngạc tới mức không nói được câu gì, hối hận vì mình đã có mắt mà như không thấy núi Thái Sơn. Ông ta thể cả đời này sẽ không rời xa vợ nửa bước. Một tuần sau, bà vợ viết một bài với nhân đề "Tôi đã giữ ông chồng hào hoa của mình như thế nào", được đăng trên tạp chí, còn được 500 tệ tiền nhuận bút. Em khuyên chị nên học tập người phụ nữ Thượng Hải đó, trang điểm cho mình hấp dẫn hơn chút nữa, chờ anh rể bước vào cửa, liền chạy lại ôm anh ấy thật chặt, khiến anh ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi chị đi theo người khác. Lâm Như không nhịn được cười. Thôi em đừng pha trò nữa, chị già thế này rồi, sức mấy mà nghĩ tới chuyện đó nữa chứ. Chưa đánh gục được người ta, thì mình đã ngã lăn ra rồi ấy chứ. Hồ Tiểu Dương nói, em không thích chị nói về mình như thế đâu nha. Già gì mà già chứ. Người vốn sinh ra đã xinh đẹp, tư cách cao quý như chị. Đây chính là điểm thể hiện sức hấp dẫn nhất đối với đàn ông. Sao chị lại tự coi thường bản thân mình như thế nhỉ? Đừng nói các phu nhân quan chức như bọn chị. Các bà giàu có lắm tiền, ai ai cũng chỉ được cái rôm giả bề ngoài. Chứ em biết thừa trong lòng, ai cũng đau khổ hết. Nỗi khổ sở ấy mà không tìm được đối tượng giải tỏa, cứ tích tụ lâu ngày trong bụng, sẽ lớn dần, mất cân bằng tâm lý. Thường xuyên mất ngủ, hoa mắt chóng mặt, thần kinh rối loạn, tính cách thay đổi. Đây chính là một vấn đề mang tính xã hội, cũng là một trong những nguyên nhân khiến em định mở trung tâm tư vấn tâm lý.
Mục đích là để phụ đạo tâm lý cho những người giàu có lắm tiền bọn chị, giúp các chị không sinh bệnh vì buồn chán. Lâm Như cắt lời, được rồi, em đừng giảng giải đạo đức với chị nữa. Em phải nghĩ cách giúp chị đi, em phải điều tra cho chị xem con hồ ly tinh ấy rốt cuộc là ai, làm việc ở đâu. Hồ Tiểu Dương vừa nghe Lâm Như nói đến hồ ly tinh liền cười phá lên. 6 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản. Không ngờ chưa tới nửa năm, cô đã mang luôn cả mình bán cho ông chủ, trở thành vợ bé, như từ người ta vẫn thường nói, cũng có nghĩa là trở thành chủ nhân của cả khu biệt thự. Ông chủ là người Hồng Kông, ngoài 40 tuổi, dáng người tầm thước, tên là A Sán. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong, sự nghiệp anh ta rất đáng tự hào. Trụ sở chính của công ty ở Hồng Kông có văn phòng đại diện ở rất nhiều nơi, trong đó có ở cả thành phố Hải Tân này. Vợ con anh ta đều ở tất Hồng Kông. Hồ Tiểu Dương làm vợ bé được 2 năm thì bị vợ cả phát hiện và đòi ly hôn A Sán. Vì thế mà từ thân phận vợ bé, cô chính thức trở thành vợ thật. Lúc này nghe Lâm Như nói thế, cô bất giác chỉ vào mũi mình và nói, em á, chị bảo em làm á. Chị không nhầm đấy chứ, mấy năm trước chị còn mắng em là hồ ly tinh, nói em dụ dỗ chồng người khác, giờ lại bảo em đi điều tra hồ ly tinh. Hồ ly tinh đi điều tra hồ ly tinh, làm thế có mà loạn à? Không được, không được. Cùng lắm là em tìm giúp chị một thám tử tư, đảm bảo người ta giúp chị làm rõ vấn đề. Lâm Như đang rối như tơ vò, còn tâm trí đâu mà lật lại chuyện cũ. Liền nói, em không có bản lĩnh làm chuyện đó thì thôi, nhưng đừng có hồ đồ, thám tử tư gì chứ. Làm ầm ĩ lên làm gì? Còn chưa đủ loạn hay sao? Hồ Tiểu Dương, chị đúng là đến chết vẫn còn thích giữ thể diện. Nếu là em sẽ làm cho anh ta phải thân bại danh liệt. Không thì cũng phải ra đi tay trắng. Còn nếu muốn tốt thì quay lại mà sống cho tử tế. Lâm Như hỏi, em đừng có nói linh tinh, vợ chồng với nhau 20 năm trời, không đơn giản như em nói đâu. Em biết là chị không nỡ đối xử với anh Thiếu Phong như thế, vẫn muốn dùng cách trị bệnh cứu người để giúp anh ta hồi tâm chuyển ý. Cũng được, em sẽ giúp chị điều tra, nhưng có tìm được con hồ ly tinh ấy hay không thì bây giờ vẫn còn chưa chắc. Mà tìm được cô ta thì làm gì được cơ chứ? Chị không quản lý được chồng nên chẳng thể oán trách người khác được. Chuyện đó em cũng không phải lo, chị tự có cách của chị. Hồ Tiểu Dương nói, được rồi, không lo, không lo, không lo. Vừa nói tới Hứa Thiếu Phong, chị đã nhảy dựng lên rồi. Dường như tất cả đàn ông đều tìm kiếm tình dục, còn đàn bà luôn kiên trì với tình yêu. Vợ là linh hồn trong trái tim người đàn ông, còn tình nhân chỉ là thú vui nhục thể trên giường. Có một người đàn bà nói với người đàn bà khác rằng, cô yên tâm, nếu chồng tôi mà có nhân tình thật, chẳng cần tôi phải làm ầm lên làm gì, đã có người chút giận thay tôi rồi. Người chút giận chẳng phải ai khác, chính là chồng tôi. Chơi cô ta xong, còn phải bỏ cô ta nữa, để xem cuối cùng ai là người cười, ai là người bị cười. Lâm Như nghe thế, thấy cũng có lý, bất giác thở dài nói, em lấy đâu ra lắm hơi sức thế, nhớ cả những chuyện chẳng đâu vào đâu. Hồ Tiểu Dương nói, đây gọi là tích lũy kiến thức. Chị nghĩ là ở trường đại học em chỉ biết yêu đương mà không học hành gì à? Nói xong ngáp dài một cái, vỗ vỗ tay lên miệng. Được rồi, không nói nữa, mệt quá đi mất. Em phải về ngủ đây, chị cũng đi ngủ sớm đi, đừng để bụng mấy chuyện đó làm gì. Lâm Như miệng thì nói thế, nhưng trong lòng đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Liền nói, muộn thế này còn về làm gì? Thôi ngủ lại đây, chị em mình nói chuyện. Hồ Tiểu Dương nói, không được không được, em phải về. Nhớ A Sán mà gọi điện về nhà kiểm tra, không thấy, lại nghĩ em qua đêm lung tung bên ngoài, không chừng vì chuyện này mà lại ầm ĩ cả lên. Lâm Như thấy thế cũng không tiện giữ lại, liền nói, lái xe từ từ thôi, đi cẩn thận nhé. Hồ Tiểu Dương chề môi ra, biết rồi, bye. Hồ Tiểu Dương chưa kịp dứt tiếng chào thì nghe thấy tiếng còi báo động bên ngoài vang lên. Cả hai người nín thở lắng nghe, âm thanh càng lúc càng to, nhưng không thể phân biệt được là tiếng còi của xe cảnh sát hay là tiếng còi xe cấp cứu. Hồ Tiểu Dương nói, chuyện gì thế nhỉ? Rồi chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Lâm Như cũng nhìn ra, xem xét một hồi rồi nói, hình như là xe chữa cháy. Hồ Tiểu Dương nói,
chắc chắn là có cháy ở đâu rồi. Hai người lại ngó ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy khói xám bốc lên ở phía xa xa, phủ kín cả một góc trời. Còi xe cứu hỏa không ngừng hú lên inh ỏi, đèn xe nhấp nháy chạy về hướng có đám cháy. Lâm Như nói, cháy ở đâu thế nhỉ? Hồ Tiểu Dương nói, hình như là ở phía tòa nhà phát hành báo Nam Quan. Được rồi, muốn cháy ở đâu thì cháy, em về đây. Vậy em về nhé, đi đường cẩn thận.